Bà ở đây lâu chưa? Bữa đấy chứ. Ngập rồi bà vô lên đó. Tại sao bà ở đây? Bà đến rồi. Tại sao bà ở đây? Đến đây cầu. Mình đưa lên đây. Giờ ngập hết không có chỗ ngồi, chỗ đứng gì hết. Mà đưa bà lên tá thì không được. Đau. Chính mình bị đau quá dữ rồi. Đây là mồ của ông à? Đây xe tông, một tay nền. Và hai chân đều nạt hết rồi. Nạt xương nạt thịt hết cái cục quen. Đây là mồ của ông à? Đây mồ của ông, ở đây mồ đi đó. Bà ở đây mấy ngày rồi? Đấy. Bà ở đây mấy ngày rồi? Bà bấy á? Bà ở đây mấy ngày rồi? Mưa lụt nấy đấy đây. Đúng rồi, phải 5 ngày nữa mới được. Nói năng này được. Thế bây giờ ăn uống như nào? Chơi đuổi da rồi anh nấu, anh đứng ra ăn cơm, anh lá, anh chơi, anh chơi thôi đó. Bà không sợ nguy hiểm à? Có sợ nguy hiểm, có bị sợ sọc không? Bà sợ cái lệ đi. Anh đau không, bà đùi mềm đến mà chân lại trong bên nữa rồi. Với chân dồn hết, chơi dơ mà chân dồn hết. Nó đạt xuống cho sọc cho tôi hết. Đạt bật, nó thả thêm túi. Đừng cho cái gì, đừng cho cái thả thêm túi.